Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng, huyện An Dương, cùng kiểm tra có đại diện các sở ngành đơn vị liên quan. Thời điểm này, đơn vị thi công đã hoàn thành việc khoan cọc nhồi đền thờ chính, đào bóc rỡ bê tông hiện trạng, đổ bê tông đài móng, cột bê tông đài chính, đang gia công kết cấu gỗ đền chính và lập phương án di chuyển trạm biến áp hiện trạng của công ty cổ phần dày Thống Nhất, hoàn thành việc thi công đường trục cấp nước mới từ ngã tư ắc quy tia sáng đến nhà tưởng niệm. Mẫu tượng thờ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cuối tháng 4 sẽ trình thường trực thành ủy cho ý kiến. Tính đến ngày 10 tháng 4, các đơn vị đã ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tưởng niệm với số tiền hơn 38,2 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện nay, tiến độ giải phóng mặt bằng của công ty cổ phần dày Thống Nhất vẫn khá chậm so với yêu cầu của thành phố, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu các đơn vị cần xây dựng ngay biểu đồ tiến độ, thi công cuốn chiếu, phối hợp nhịp nhàng, không để chậm tiến độ ở tất cả các hạng mục. Đến ngày 22 tháng 4, công ty cổ phần dày Thống Nhất phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Trong quá trình thi công, cần bảo đảm chất lượng tiến độ và bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị.